Nhật Kim Anh phát ngôn lạ, nghi ngờ ám chỉ Titi HKT vì bị chê sống bẩn, thẳng mặt chửi đồ giả dối. Dân mạng được dịp nháo nhào trước phát ngôn mới đây của Nhật Kim Anh, thẳng thắn chê một người sống giả dối, netizen nhanh chóng đồn đoán đó là Titi HKT. Nữ nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, Nhật Kim Anh từ lâu đã không còn là gương mặt xa lạ đối với khán giả. Nổi lên với vai trò ca sĩ, trong sự nghiệp ca hát, Nhật Kim Anh đã có cho bản thân hàng loạt bản hit ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng, nhất là những khán giả trẻ thuộc thế hệ 9X. Bên cạnh đó, nhờ vào khả năng diễn xuất tốt, Nhật Kim Anh cũng bắt đầu lấn sân sang mảng phim ảnh, có cho mình hàng loạt vai diễn để đời trên truyền hình lẫn điện ảnh, có thể kể đến như Tiếng Sét Trong Mưa, Con Gái Bố Già, Lưới Trời. Bên cạnh con đường nghệ thuật thì đời tư cá nhân, nhất là chuyện tình cảm của Nhật Kim Anh cũng được khán giả quan tâm vô cùng sát sao. Là một người mẹ đơn thân sau khi đổ vỡ trong hôn nhân với chồng cũ, Nhật Kim Anh thời gian qua cũng đã dính phải nhiều ồn ào về chuyện yêu đương với nam ca sĩ kém tuổi Titi, thành viên của nhóm nhạc HKT từng làm mưa làm gió một thời. Lý do khiến mối quan hệ của cả hai trở nên sóng gió là bởi Titi trước đó được biết đến là người đã có vợ con, hành động liên tục xuất hiện bên cạnh Nhật Kim Anh, dính nhau như hình với bóng khiến nhiều người không khỏi hoài nghi. Đỉnh điểm là khi ca sĩ Hồ Gia Hùng, cũng là thành viên trong nhóm HKT, đã lên tiếng tố người bạn Titi của mình ngay trên sóng livestream. Theo đó, vào khoảng tháng 7 năm 2020, dân mạng đã phải dậy sóng trước phát ngôn của Hồ Gia Hùng. Anh cho biết bản thân là người giới thiệu Titi với người vợ hiện tại, cả hai đã chung sống và có con với nhau. Dù đang hạnh phúc nhưng đột nhiên Titi lại bỏ mặc vợ con chạy theo Nhật Kim Anh, ham mê hào quang vật chất để cặp kè với nữ nghệ sĩ. Thời điểm đó, phía Nhật Kim Anh cũng đã lên tiếng bác bỏ, phủ nhận mọi thông tin cho rằng Hồ Gia Hùng đang cố tình đu bám cô để đánh bóng tên tuổi. Nhưng còn chuyện cặp kè với Titi, nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa lại phát ngôn vô cùng ẩn ý: Titi đã ly hôn vợ, tôi cũng ly hôn chồng. Nếu chúng tôi có yêu nhau thật thì chuyện đó cũng chẳng có gì là sai trái, vi phạm đạo đức hay vi phạm luật pháp. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận về chuyện tình cảm với Titi, tuy nhiên việc cả hai luôn có những hành động cử chỉ và xuất hiện cùng nhau đã khiến khán giả đồng loạt nhận định cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1 năm 2022, Titi lại có động thái vô cùng bất ngờ khi tuyên bố bản thân đang trong tình trạng độc thân, tự do tự tại. Viết trên trang cá nhân, Titi chia sẻ: để cho cuộc sống của mình được ôn hòa hơn, cho cuộc sống được thương, được yêu, được sự đón nhận ở các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân và tất cả các mối quan hệ giao tiếp, làm ăn kinh doanh được thoải mái hơn, hôm nay Titi xin chính thức công bố Titi độc thân, vui tính, tự do tự tại, không có một mối quan hệ tình cảm yêu đương nào ràng buộc, không có một tình cảm trai gái nào mập mờ. Phát ngôn của nam ca sĩ đã khiến netizen vô cùng hoang mang. Chưa dừng lại ở đó, mới đây dân mạng lại vô tình phát hiện anh bình luận dạo trong một bài đăng nói về người yêu cũ. Theo đó, điều gây sốc là Titi thản nhiên nhận xét: giàu sang trọng nhưng sống bẩn ở đây là cách sống của con người, đứng núi này trông núi nọ, lăng nhăng. Dù không tiết lộ danh tính nhưng netizen khi đọc được, ai nấy đều đồng loạt cho rằng anh đang ám chỉ đến Nhật Kim Anh, người vừa dính vào ồn ào tình ái với nam ca sĩ. Trong khi netizen đều đồng loạt xéo tên thì Nhật Kim Anh mới đây lại có phát ngôn khác đầy ẩn ý. Theo đó, nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân, kèm theo đó là dòng trạng thái: bình an là khi chẳng nghĩ gì cả, dù biết người ta giả dối với mình. Người hâm mộ dù không biết cô đang nhắc đến ai, tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng cô đang muốn sống cuộc sống không thị phi, tránh xa những điều tiêu cực và để tâm hồn được thảnh thơi. Hiện tại, cả Nhật Kim Anh và Titi đều chưa lên tiếng xác nhận hay đưa ra những bằng chứng nào thêm về mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên, theo nhận định của các fan thì cuộc sống hiện tại của cặp đôi đều đang khá hạnh phúc và viên mãn theo cách riêng của từng người, không nên đào bới quá sâu và đặt ra nhiều nghi vấn không hay, ảnh hưởng đến cả đôi bên.